Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Theo hãng tin RT và Reuters phát biểu trước báo giới, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á Âu, ông James O'Brien khẳng định Mỹ không có chính sách buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, tờ Bit của Đức đã cho rằng Washington và Berlin đang hạn chế chuyển giao vũ khí cho Kiev Cụ thể, trước đó đã có tin đồn rằng Mỹ và Đức đã đang bí mật buộc tổng thống Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga. tờ Bit cũng dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, đồng thời nói rằng Washington và Berlin đang hạn chế cung cấp vũ khí với hy vọng Kyiv sẽ nhận ra họ không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Bài báo trên được đăng tải giữa bối cảnh một số hãng truyền thông khác cũng đưa tin, một số nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang nghiêng về đàm phán hòa bình, bất chấp việc ông Zelensky công khai loại bỏ khả năng này. Các quan chức cấp cao Ukraine gần đây thừa nhận cuộc phản công mùa hè với thành quả hạn chế của Kiev đã làm suy giảm sự sẵn sàng hỗ trợ ở một số quốc gia. Tờ biết dẫn các nguồn tin giấu tên giải thích, Đức đang tìm cách đảm bảo Ukraine sẽ ở trong vị thế đàm phán tốt về mặt chiến lược trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga. Theo bài báo, Mỹ cũng có trùng hướng tiếp cận này. Tuy nhiên, không quốc gia nào công khai thúc đẩy Ukraine đàm phán. Thay vào đó, Washington và Berlin đang sử dụng vị trí của mình với tư cách là những nước cung cấp vũ khí lớn nhất để gây ảnh hưởng. Kế hoạch này, theo tờ Bit, sẽ cung cấp cho Ukraine đủ vũ khí để duy trì tiền tuyến hiện tại nhưng không đủ để tạo nên đột phá đáng kể. Một nguồn tin chính phủ nói rằng điều này có thể khiến tổng thống Zelensky nhận ra Ukraine không thể giành ưu thế về quân sự và cần đàm phán hòa bình với Nga. Tờ báo này cũng cho rằng các phương Tây đã có kế hoạch B trong trường hợp xung đột đóng băng mà không có thỏa thuận hòa bình chính thức giữa Moscow và Kiev. Bình luận về điều này, Văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phủ nhận việc đang tiến hành kế hoạch như vậy và khẳng định Berlin sẽ ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Zelensky thừa nhận việc cuộc phản công mùa hè không thể giành lại đáng kể lãnh thổ đã gửi đi một tín hiệu không tốt đến các nước phương Tây. Trước đó, ông Alexei Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã bày tỏ mối lo ngại về việc ngày càng nhiều cuộc thảo luận giữa các nước đối tác của Ukraine về yêu cầu cần đàm phán với Nga và khả năng của một lệnh ngừng bắn. Viết trên Telegram, cựu trợ lý Tổng thống Ukraine, ông Arestovich, cân nhắc những quan điểm khác nhau của các quan chức Ukraine về lý do tại sao cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn diễn ra gai gắt bất chấp một số nỗ lực hòa bình lớn. Theo ông, phương Tây chịu phần lớn trách nhiệm về tình hình này ông Arestovich nói, trách nhiệm thực sự thuộc về những người đã hứa với Ukraine sự hỗ trợ thực sự để tiến hành một cuộc chiến tranh lớn thực sự nhưng lại không cung cấp điều đó. Nói cách khác, họ đã lừa chúng tôi. Trước đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak cho biết, những vũ khí mà phương Tây hứa viện trợ cho Kiev lẽ ra nên chỉ mất một tuần để bàn giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc vận chuyển đã bị trì hoãn trong nhiều tháng. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình 24 kanal Ông Podolyak cảnh báo việc phương Tây chậm chuyển vũ khí sẽ cho phép Nga có đủ thời gian để chuẩn bị phòng thủ chiến lược và Moscow sẽ có khả năng phòng vệ tốt hơn khi vũ khí được giao tới cho Ukraine. Theo giới truyền thông phương Tây, mùa đông đang đến gần không phải là dấu hiệu lạc quan với chính quyền Kiev và tình cảm, thái độ của công chúng đối với cuộc xung đột vũ trang đang dần thay đổi. Điều này đã được thể hiện trong một bài viết về nội dung này được đăng trên tờ The Guardian. Một điểm đáng chú ý là bài báo này của The Guardian đã được chỉnh sửa. Phiên bản trước của bài báo có tựa đề Ukraine đối mặt với một trận chiến mới, tinh thần xuống mức thấp nhất kể từ đầu chiến tranh. Mặc dù sau đó tờ báo quyết định làm lại để nội dung bài viết nhẹ nhàng hơn, nhưng nội dung bài viết cũ đăng ngày 20 tháng 11 vẫn còn được lưu giữ trên một số trang web khác, ví dụ như trên trang tin điện tử tổng hợp Master của Mỹ. Theo bài viết, một phóng viên của tờ Guardian khi đến thăm Kiev đã ghi nhận cảm giác chán nản của người dân thủ đô Ukraine. Theo ông, hiện nay ở Ukraine đang có một tâm trạng rất u ám liên quan đến diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột Nga-Ukraine ở mặt trận. Ukraine hiện đang đối mặt với hai cuộc chiến, một là cuộc chiến với người láng giềng khổng lồ, hai là cuộc chiến chính trong lòng đất nước khi người dân mất niềm tin vào chiến thắng trong bối cảnh đất nước ngập tràn khó khăn. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Alexey Danilov, tiết lộ Kyiv đã ký hợp đồng với hai công ty tuyển dụng tư nhân để thu hút những người trốn quân dịch. Theo Đài RT, tiết lộ mới của ông Danilov dường như chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Kyiv nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực do tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh với quân Nga năm nay. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine chia sẻ với tờ báo Anh Guardian rằng, một số người vô cùng sợ hãi, sợ chết, sợ phải bắn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể tham gia vào các hoạt động khác. Theo ông Danilov, quân đội Ukraine sẽ làm việc với hai nhà tuyển dụng tư nhân để xác định những người có kỹ năng cụ thể, ví dụ như hàn xì, cơ khí và thuyết phục các công dân có tay nghệ cao nhập ngũ để trợ giúp quân đội. Guardian trích dẫn một nguồn tin ẩn danh thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine nói khi ép thực tế đã ký hợp đồng với nhiều công ty tư nhân về tuyển quân, những người Ukraine mới nhập ngũ sẽ trải qua huấn luyện vài tuần trước khi được đưa ra tiền tuyến, giữa lúc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn ác liệt. Được biết, kể từ xung đột, các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine luôn thừa nhận nước này không chỉ thiếu vũ khí của phương Tây viện trợ, mà còn thiếu cả nhân lực để vận hành chúng. Một số trợ lý của Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẽ liên tục có những thay đổi lớn trong chiến lược quân sự và đội ngũ cố vấn của Tổng thống. Theo các quan chức này, ít nhất một bộ trưởng và một tướng phụ trách chiến dịch phản công sẽ bị cách chức vì lý do tiến độ chậm chạp trên các mặt trận việc huy động tân binh Ukraine sau đó được thúc đẩy bởi những dự đoán lạc quan của các quan chức nước này. Tuy nhiên, tốc độ tuyển quân của Ukraine đang giảm dần sau gần 2 năm xung đột, dù nước này áp dụng chính sách tuyển gọi nhập ngũ gắt gào. Tướng Valery Zaludny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thừa nhận việc huấn luyện và tuyển quân đang trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với quốc gia này. Vị tướng chia sẻ, tính chất kéo dài của cuộc chiến, việc luân phiên binh lính bị hạn chế, luật pháp tồn tại những lỗ hổng để có người trốn tránh việc huy động quân, làm giảm đáng kể động lực của công dân phục vụ trong quân đội. Bài xã luận thừa nhận một thực tế ảm đạm rằng Ukraine cần nhiều người binh sĩ hơn và cần ngay bây giờ. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua công bố video ghi lại hoạt động tác chiến của UAV Olin-10 và cựu pháo M-Stabe 152mm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đoạn video cho thấy UAV olin 10 đều phóng đi để phát hiện các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Chiếc UAV đã phát hiện một kho đạn dược và một trạm chỉ huy quan sát của quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut. Sau khi nhận được dữ liệu từ các hệ thống trinh sát trên không, lực lượng lính dù đã vào vị trí khai hỏa để chuẩn bị cho pháo M-STAR-B tham gia chiến đấu. Bộ quốc phòng nga cho biết thêm, nhờ hành động chung, các mục tiêu bị phát hiện đã bị loại bỏ. Được biết Msta được phát triển từ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980 và là lựu pháo phổ biến nhất của binh lính Nga. Chúng có hai phiên bản gồm lựu pháo kéo Msta-B và lựu pháo tự hành Msta-S, đều sử dụng pháo 152mm và được đánh giá cao về sức tấn công mạnh mẽ cũng như uy lực từ loại đạn bắn ra. Trong đó, Msta-B còn được mệnh danh là vua pháo kéo của lực lượng pháo binh Nga. Với kết cấu bền bỉ, lựu pháo này có thể được xe tải kéo trên chiến trường với tốc độ 80 km h mà không gặp bất kỳ hư hỏng nào, đồng thời có thể chuyển sang trạng thái chiến đấu nhanh chóng. m có tốc độ bắn cao lên tới 8 phát một phút và tầm bắn hơn 24 km. Các kíp điều khiển pháo kéo này có khả năng khai hỏa linh hoạt từ nhiều vị trí để phá hủy các công sự hay mục tiêu bằng bê tông cốt thép của phe đối địch. Quân đội Nga thường sử dụng Mstabe để vô hiệu hóa các sở chỉ huy, hỏa lực, khí tài và trang thiết bị của Ukraine. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng kiến sự xuất hiện của các công nghệ mới và nhiều công nghệ trong số đó đã tác động trực tiếp đến các cuộc pháo kích. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video clip về hoạt động tác chiến của một khẩu đội pháo 2S7 Manka trong hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine. Một khẩu đội này gồm 7 quân nhân. Có thể thấy từ clip, pháo 2S7 Manka khá to khi khai hỏa Quân nhân phải đứng ngoài xe dùng dây giật, sau khi đo đạc xong, lính Nga chỉnh hướng vào góc của nòng pháo. Quả đạn pháo khá lớn, được nạp thủ công nhưng có thiết bị để tăng đạn vào nòng súng. Pháo không có tháp như xe tăng hoặc một số loại pháo tự hành khác, cơ bản được gắn trên khung xe bánh xích. Đuôi xe có tấm chắn giống như thiết bị của xe ủi. Lính pháo binh Nga vẫn được trang bị tiểu liên AK để phòng bộ binh đối phương xâm nhập trận địa của họ. Các đơn vị pháo binh thuộc nhóm chiến đấu Zapad của Nga tiếp tục bắn phá các pháo đội và các cơ sở phòng thủ của Ukraine, chế áp các chốt chỉ huy, hỏa lực, vũ khí, khí tài của đối phương. Theo bộ này, việc trình sát mục tiêu và chỉ thị mục tiêu là do các thiết bị bay không người lái UAV đảm nhận cả ngày lẫn đêm. Đến đây thì những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.